quay lắc đầu. Hello everybody, this is Animal Healthcare. Now it's about 4 PM and the temperature outside is about 18 Celsius. And right now we just received a call from a man. He asked me to go to his house to rescue a dog. Exactly, that dog was having a serious. That dog is in a very bad condition. She is having a ringworm and a scabies. So right now, let's follow me and we rescue the dog right now. Thế là chủ bỏ anh. Của anh em đón của anh nhỉ? Ừ, đúng rồi. Hôm đấy có một bạn khỏi chứ. Nông Lâm rồi. Bạn đã khỏi xin rồi mình. Thì em mới cho đi nhà mới thôi. Có một bạn ở Nông Lâm nhận đón nhưng mà em cũng không từ lâu lâu cũng không hỏi bạn về nó nhiều. Tại vì nhiều có nhiều đứa này mới có nên em không có thời gian hỏi thăm từng đứa một. Anh ơi, anh cứ cái này của em ấy nhá. Ừ, cái này thì cứ tháng cứ nửa tháng em qua một lần nhé. Em cảm ơn. Đang ngủ rồi. Rồi cái tay. Thank you.